Trời ơi, bây giờ mấy giờ rồi, dậy đi. Rửa mặt, súc miệng rồi đi. Đừng nào ăn cơm á, ăn sáng nó rồi sốc luôn rồi. Đã dậy rồi thì súc miệng rửa mặt cho nó tỉnh táo đi trời. Khoan. Lỡ mà không súc miệng một ngày, có sao không? Như ông bà mình hồi xưa, đâu có bàn cãi, đâu có súc đâu, cũng sắp phẹt phè. Xuân, mày lý luận điều đó rồi, ok, vậy giờ tao nói nè. Bây giờ thời nào ở theo thời đó, còn mày nói vậy đúng không? Giờ tao cắt điện, cắt internet, còn mày sống được không? Dĩ nhiên là. Vậy thì dậy súc miệng. Ngược rồi. Trời ơi, mắng chấm mắt mặt. Ngược nữa rồi kìa. Cái con này, mày có biết tính ăn không vậy? Thì tại nó nhỏ quá, không có canh được. Nhỏ hả? Để tao. Đây, đánh đi. Cái này bự quá à. Không đánh được luôn hả? Ừ. Đây. Có cái xúc miệng không mà nó cũng hành nữa. Đưa cái tay đi coi. Đó. Rồi xúc tay luôn đi.